Tối 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức xuất hiện trong đoạn video nói rõ chi tiết về khoản tiền hơn 13 tỷ đồng nhận quyên góp từ khán giả để cứu trợ bà con miền Trung. Trong video gửi tới truyền thông, nam nghệ sĩ cho hay toàn bộ số tiền này vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Anh đã và đang liên hệ với các cơ quan địa phương thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi hết số tiền. Trước thông tin về việc định ăn chặn số tiền quyên góp, Hoài Linh cũng khẳng định một lần nữa là hoàn toàn không bao giờ có việc này. Có nhiều người thắc mắc liệu tôi có làm gì khuất tất, biển thủ tiền không? Liệu tôi có nên đánh đổi sự nghiệp 30 năm với số tiền đó? Người ta vẫn nói mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Những gì không muốn người khác biết thì đừng nên làm. Nếu tôi giữ số tiền này thì hôm nay có thể quý vị không biết, nhưng sau đó quý vị sẽ biết. Tôi sẽ không khiến các nhà hảo tâm đặt niềm tin ở mình phải thất vọng. Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh đích thân lên tiếng, nhiều nghệ sĩ cũng đã đồng loạt đứng về phía đàn anh. Dương Triệu Vũ đã nhanh chóng thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối với anh trai mình, nghệ sĩ Hoài Linh qua 4 chữ ngắn gọn: anh bốn của tôi. Trong khi đó, ca sĩ Quách Tuấn Du đăng một bức hình chụp chung nghệ sĩ Hoài Linh với lời chia sẻ: tôi tin anh, dù khán giả vì chuyện này có quay lưng với tôi thì tôi vẫn tin anh, hãy sáng suốt theo dõi cho hiểu tường tận. Anh ấy không đánh đổi sự nghiệp như vậy đâu mọi người ạ. Danh tiếng của một tượng đài đâu chỉ 13 tỷ, nghĩ xem. Diễn viên Gia Gia Trương Nhi bày tỏ vẫn tin Vũ Linh. Ngoài ra, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng nhanh chóng chia sẻ lại đoạn video trần tình của Hoài Linh và không quên chúc anh có thật nhiều sức khỏe. Trước đó, vào sáng ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi thông tin đến các đơn vị báo chí, đồng thời đưa ra lời trần tình về số tiền quyên góp được từ khán giả để ủng hộ miền Trung đợt lũ. Nam nghệ sĩ khẳng định số tiền vẫn còn trong tài khoản và hiện đã đạt đến con số hơn 14 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ cho biết đã dự định tiến hành chuyến đi nhiều lần đến miền Trung nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải dời lại. Đồng thời, anh cũng khẳng định sẽ thực hiện sứ mệnh này và có chứng từ của địa phương. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng không hài lòng trước những chia sẻ của nam nghệ sĩ. Họ cho rằng lý do nam nghệ sĩ đưa ra là vì dịch bệnh là không hoàn toàn thuyết phục. Đồng thời, Hoài Linh đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung. Việc thực hiện chậm trễ nhưng lại không có thông báo cụ thể cho mạnh thường quân khiến cư dân mạng tỏ thái độ ngờ vực.